Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại lên mẫu nhà mới rất là xinh, nhà lắp ghép cho bé mèo, tiện cho các bạn là ở xa. Cái này vận chuyển nó cũng đỡ hơn và lắp ghép là không có một đinh vít nào, chỉ dùng các khớp nối thôi. Sau đây là thợ của mình sẽ ghép vào cho các bạn xem nha, chỉ tốn tầm 5-10 phút thôi. Rồi bắt đầu. Đó, các cái khớp như thế này là mình chỉ việc là gắn vào là xong thôi. Rất là xin lỗi mọi người nha, cái xưởng này là lúc đầu mới về mình cũng chỉ định làm một thời gian rồi đi thôi, nhưng mà hàng về liên tục quá, không kịp giao cho khách nên cứ mãi đến bây giờ vẫn ở đây. Cái view nó hơi xấu tí nhưng mà hàng nó đẹp là được rồi nha mọi người. Đấy, mẫu nhà này có giá rất là rẻ, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo của mình 0327072422 nha. Đây, như vậy là cũng gần xong rồi đấy. Cho các bé mèo, chỗ này là để cào móng. Đó, để các bé mèo cào móng. Đó. Sử dụng các cái khớp nối hết toàn bộ. Đây. Đó, rất nhanh, rất dễ. Đấy, như các bạn là chuyển nhà, chuyển nơi ở có thể là tháo ra xong rồi đi thế thôi. Phía sau của nó này. Rồi. Bên trong này thì mình có thể là bỏ một cái nệm trong này. Có cái nệm trong này ở thôi. Nếu các bạn thích thì mình có thể gắn thêm mấy cái đèn nhỏ nhỏ cho nó xinh. Đèn led các thứ đấy, công tắc đèn led. Gắn thêm đèn nó dễ thương. Thao rất là đơn giản, thao lắp rất đơn giản nha. Ngoài ra bên mình thì có mấy cái mẫu lồng sấy này đang đợi bên ship đến chở đây. Đó, nhà này, cắt tri nữa, sắp tới trong tuần tới là mình sẽ đi lắp cắt tri cho một bạn ở Bình Dương. Mình thì ở Đà Nẵng nhưng vẫn nhận làm mắt các mặt hàng ở xa nha. Mình cân đối để di chuyển đi lại được là được thôi. Giá thành cũng không cao đâu. Zalo của mình là 0327072422 nha. Xin cảm ơn các bạn.